Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Chuyện Đêm Muộn. Quan hệ tình dục là một phần quan trọng của cuộc sống và có thể mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như tinh thần. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, việc chọn đúng tư thế quan hệ tình dục cũng trở nên cần thiết để đảm bảo an toàn và thoải mái. Đến tuổi xế chiều, cơ thể chúng ta sẽ trải qua nhiều thay đổi, từ sự giảm sút về sức mạnh cơ bắp đến những vấn đề liên quan đến xương khớp. Việc chọn tư thế quan hệ phù hợp không chỉ giúp chúng ta tránh được những cơn đau không mong muốn mà còn tăng cường sự thoải mái và thỏa mãn trong quan hệ tình dục. Một tư thế phù hợp có thể giúp giảm áp lực lên các xương khớp, đặc biệt là lưng và đầu gối, từ đó giảm nguy cơ chấn thương và đau nhức khi trong thời gian quan hệ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết về các tư thế quan hệ tình dục phù hợp cho người cao tuổi và những lợi ích cụ thể mà chúng mang lại. Hãy đón xem để tìm hiểu thêm và đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích khác. Tư thế thứ nhất, tư thế úp thìa. Để thực hiện tư thế úp thìa, cả hai người cùng nằm nghiêng song song với nhau, hướng về cùng một phía. Người đàn ông sẽ ôm nhẹ nhàng người nằm trước, tạo thành hình dáng giống như hai chiếc thìa úp vào nhau. Vợ phối hợp nằm trước, co nhẹ đầu gối lên, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên. Trong khi quan hệ, chồng hãy vòng tay ôm eo hoặc đặt nhẹ lên vai hoặc cánh tay của người nằm trước, tạo sự kết nối nhẹ nhàng và ấm áp. Đầu của người phụ nữ có thể đặt ở vị trí thoải mái trên gối, gần với đầu hoặc là cổ của chồng. Quan trọng là cả hai đều cảm thấy thư giãn và dễ chịu, không có phần nào của cơ thể bị chèn ép hay căng thẳng. Tư thế này tạo ra cảm giác an toàn và gần gũi, giúp cả hai người dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và bình yên. Khi nằm nghiêng, cột sống được duy trì ở vị trí thẳng tự nhiên, giúp giảm áp lực lên lưng và cột sống. Đối với người già thường xuyên gặp vấn đề về đau lưng hay là thoái hóa đốt sống, tư thế này có thể giúp giảm thiểu cơn đau và cải thiện tình trạng sức khỏe. Hơn nữa, tư thế úp thìa có thể giúp người già duy trì sự linh hoạt và dẻo dai của cơ thể. Việc thay đổi tư thế và nhẹ nhàng xoay trở có thể giúp làm giảm tình trạng cứng cơ và khớp, giúp cơ thể duy trì sự linh hoạt cần thiết. Tư thế thứ hai, tư thế úp thẳng. Tư thế úp thẳng hay còn gọi là tư thế nằm đối diện là một tư thế quan hệ tình dục thân mật và gắn kết. Trong tư thế này, cả hai người nằm nghiêng, đối diện với nhau và ôm lấy nhau. Cả hai có thể co nhẹ đầu gối lên để tạo sự thoải mái và dễ dàng trong việc tiếp xúc cơ thể. Tay của người này có thể vòng qua eo hoặc vai của người kia, trong khi tay của người kia có thể đặt nhẹ lên lưng hoặc hông để tạo nên một cái ôm trọn vẹn và ấm áp. Đầu của cả hai có thể đặt gần nhau, cho phép duy trì giao tiếp bằng mắt và thậm chí là trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng. Tư thế này tạo ra một không gian thân mật, nơi cả hai có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở và nhịp tim của nhau, giúp tăng cường sự kết nối tình cảm và sự gần gũi. Sự tiếp xúc cơ thể liên tục trong tư thế này cũng giúp làm giảm căng thẳng và mang lại cảm giác an toàn, thoải mái, làm cho trải nghiệm tình dục trở nên thăng hoa và đầy ý nghĩa hơn. Ngoài ra, tư thế úp thẳng còn giúp làm giảm áp lực lên xương khớp và cơ bắp. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người trung niên thường xuyên gặp các vấn đề về xương khớp. Việc nằm đối diện và ôm nhau giúp cả hai duy trì tư thế thoải mái và tự nhiên, giảm thiểu nguy cơ căng cơ hay là đau lưng. Điều này làm cho quan hệ tình dục trở nên dễ chịu hơn, không gây mệt mỏi hay đau đớn. Tư thế thứ ba, tư thế vỏ sò. Để thực hiện được tư thế này, người phụ nữ nằm ngửa trên giường và co hai đầu gối lên sát ngực, tạo thành hình dáng giống như một chiếc vỏ sò mở. Người đàn ông sẽ quỳ hoặc là đứng trước người phụ nữ, đưa cơ thể vào giữa hai chân cô. Người phụ nữ có thể giữ hai chân mở rộng hoặc đặt chúng lên vai người đàn ông để tăng cường độ sâu và sự tiếp xúc. Ở tư thế này cho phép người đàn ông kiểm soát nhịp độ và góc độ thâm nhập, trong khi người phụ nữ lại có thể dễ dàng điều chỉnh độ mở của chân để tìm được sự thoải mái nhất. Sự mở rộng của đôi chân giúp người phụ nữ dễ dàng tiếp nhận những thâm nhập sâu hơn, đồng thời tạo ra một góc độ kích thích tối ưu cho cả hai người. Bên cạnh đó, tư thế vỏ sò còn mang lại lợi ích về mặt thể chất và cảm xúc. Sự gần gũi của cơ thể giúp cả hai người duy trì sự tiếp xúc bằng mắt, tạo ra một kết nối tình cảm mạnh mẽ. Đồng thời, tư thế này cũng giúp làm giảm áp lực lên lưng và hông của người phụ nữ, để tạo ra thoải mái và an toàn. Điều này làm cho tư thế vỏ sò trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời cho các cặp đôi muốn trải nghiệm sự gần gũi và thỏa mãn trong quan hệ tình dục. Tư thế thứ tư, tư thế truyền giáo. Tư thế truyền giáo là một trong những tư thế quan hệ tình dục phổ biến và dễ thực hiện nhất, giúp tạo ra sự kết nối tình cảm sâu sắc.
Ở tư thế ban đầu thì vợ nằm ngửa trên giường, chân duỗi thẳng hoặc là hơi co gối lên một chút. Chồng là người nằm trên, vợ có thể đặt chân lên giường hoặc là quấn quanh hông để tạo ra sự kết nối và thoải mái. Trong lúc tiến hành, chồng sử dụng tay và đầu gối để giữ trọng lượng cơ thể, tránh đè nặng lên cơ thể vợ. Điều này giúp cả hai có thể duy trì các tư thế lâu hơn mà không cảm thấy mệt mỏi. Cả hai nên duy trì sự giao tiếp để đảm bảo thoải mái và sự thỏa mãn cho cả hai. Tốc độ và độ sâu của việc thâm nhập có thể điều chỉnh theo sự thoải mái của đôi bên. Trên đây là những thông tin bổ ích mà Chuyện Đêm Muộn đã tổng hợp và gửi đến quý vị khán giả. Hy vọng rằng những thông tin và những gợi ý trong video đã giúp các bạn hiểu rõ hơn và tìm ra những tư thế phù hợp để duy trì sự thân mật và kết nối trong một mối quan hệ. Hãy luôn lắng nghe cơ thể mình và giao tiếp với đối tác để đảm bảo sự thoải mái và an toàn. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!